giờ chứ chồng em đâu? Anh không còn giống ngày xưa nữa đâu. Nếu như anh có được em, anh sẽ từ bỏ tất cả chỉ mong sống cùng em hạnh phúc. Nỗi ám ảnh trong quá khứ, sự chiêu thất vọng ở hiện tại rồi, khiến trái tim Chiêu Dương bắt đầu lung lạc. Em muốn quên hết tất cả mọi thứ ở hiện tại. Chúng ta còn rất nhiều việc phải lo cho tương lai. Rồi đây mình sẽ có con, rồi bao nhiêu thứ phải chuẩn bị. Cô không muốn có con mà. Là con gái, là cám dỗ ngọt ngào từ kẻ si tình năm cũ, hay kết cục tất yếu của một cuộc hôn nhân đã cạn tình yêu. Ở đây không ai ưa mình, họ không thể hiểu được mình đang nghĩ. Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Trà Táo Đỏ phần 2, 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý khán giả chú ý đón xem.